Bây giờ chúng ta cùng nhau xử lý sang câu số 78 này, đun m gam hợp chất hữu cơ, được chưa nhỉ? Rồi. Nhìn xem có bài thở không? Ok, có bài thở đây rồi, tốt. KOH của chúng ta KOH là bằng 0,2. Rồi. HCl để trung hòa KOH dư là 0,04. Ừ. Như vậy cái thằng KOH phản ứng của chúng ta sẽ là 0,16 đúng không? Cái thằng KOH đấy. KOH phản ứng là 0,16 nha. Là chúng ta biết như vậy rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ có là muối khan gồm hỗn hợp hai muối khan. Như vậy ta sẽ đi tập kích vào cái muối này luôn. 18,34 nó chỉ có hai muối thôi, rất là ngon, thì chắc chắn là có một muối là KCl rồi. Được chưa nhỉ? KCl này chính là chơi với HCl dư đây, 0,04 nha. Phần còn lại thì nó sẽ là COOK 0,16. Được chưa? Phần còn lại nó còn một cái delta M ở đây nữa. Ừ, còn một cái delta M. Thực chế ra thì mình có thể mình tính luôn rồi cho thầy nhá. Chỗ này có thể là R, nhưng mà chỗ này nó gấp đôi lên. Vì nó là chắc chắn là ancol của chúng ta là đơn chức. Được chưa nhỉ? Ancol đơn chức. Mà lại hỗn hợp hai muối khan. Muối của axit carboxylic đấy, được chưa nhỉ? Có thể nhiều khả năng nó sẽ là mạch mạch của chúng ta có thể là mạch 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 thẳng nhá. Đấy, hoặc các em cứ thử như này xem có đúng không nào. Giờ ta bấm thử như nào. Các em lấy 18,34 này, 18,34 này trừ đi 0,04 nhân với 39 cộng 35,5 thì nó ra là 15,36. Ta chia cho 0, nếu mà hai lần đây thì chỗ này chỉ là 0,08 thôi nhá, chia cho 0,08 thì nó là 1,92. 1,92 các em trừ đi 39 nhân 2 trừ đi 44 nhân 2 rất tốt là 26. Ok, 26 thì cái muối này của chúng ta nó là cái gì? Nó là KOOC CH CH COOK đấy. Vậy bằng một cái bước lộ trình nhỏ nhỏ ta đã suy ra ngay được rồi. Bây giờ ta tập kích vào cái muối ở cái ancol của chúng ta này, 7,36 nha, 7,36 này. Giả sử cứ cho nó hết đi, ta dồn chất thử xem nào. Mình đi mình dồn chất cho cái thằng ancol 7,36, em đi dồn chất này. Ta nhấc nước ra. Thì cái thằng nước này bằng cái OH, nó chính là OH ở trong KOH nhá, thì nó sẽ là 0,16. Chỗ này là 0,16 này. Còn lại là CH2. Các em bấm ra thì thấy một con số rất là đẹp, đó là 0,32. À. 0,32 chia cho 0,16 thì đúng bằng 2, C trung bình bằng 2. Như vậy hai ancol này của chúng ta nó là cái gì? Nó là CH3OH và C3H7OH, không có nghi ngờ gì hết, được chưa nhỉ? Số quá là đẹp và tất cả các thông số đều là ok hết. Như vậy thì chắc chắn là nó hợp lý rồi, nó không có nghi ngờ gì nữa nhá. Bây giờ người ta hỏi là phát biểu nào sau đây là đúng. Số nguyên tử carbon trong phân tử X, X là cái gì? X là đây là có 4, 4C trong axit cộng với 4C trong ancol là 8, gấp đôi số nguyên tử trong T. T là axit nó có 4C. Như vậy đúng. Rồi chữ X thì có 8C, còn T thì có 4C nhá. Rồi cái này đúng rồi. Các em xem lại thì B, C, D này nó sẽ là sai nhá.